Đâu? Nhà. Gặp. Không. Ăn. No. Sai. Đâu? Cũ. Đến. Chào anh, có phải anh là người hồi nãy lượm được điện thoại của tôi đúng không? Cảm ơn anh nhiều nha, chiếc điện thoại này quan trọng với tôi lắm. Nếu mà nó quan trọng với cô như vậy, nên có một chút hậu tạ đi chứ. Vậy thì anh thấy bao nhiêu là được? Tôi nghĩ con số đó là... 500 đúng không? Ok. Ý tôi là 5 triệu. Nhưng mà bây giờ thì tôi không có mang nhiều tiền như vậy. Vậy đợi khi nào có tiền rồi lấy lại điện thoại sau nha. Tôi thấy hay là như thế này đi. Bây giờ chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện. Rồi tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn tôi mang tiền tới. Được, nhưng ngồi ở đâu? Đồn công an. Xin lỗi, em đến không đúng lúc đúng không? Không, em tới rất đúng lúc. Cảm ơn nha. Thôi đi đi. Khoan đã, đừng đi. Chạy đi, trời nắng lắm. Anh ơi, em uống trà sữa. Không được. Hôm nay em đã uống rồi. Em uống trà sữa. Rồi, anh mua trà sữa cho em. Phục vụ, thanh toán. Cô chỉ hết 520k. Sao đắt quá vậy? Ủa, sao lại cộng thêm 50% phí phục vụ? Tại vì chúng tôi là nhà hàng cao cấp, có phục vụ trái cây và nước miễn phí. Nhưng mà nước tôi đâu có uống, trái cây tôi cũng đâu có ăn. Nhưng mà chúng tôi có phục vụ. What? Đây là 520, trừ đi 500, với giá nôn cho. Nhưng mà tôi đâu có ôm cô. Nhưng mà tôi có phục vụ.